xin chào các bạn, hôm nay thì điện thoại siêu rẻ sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một vài các cái món phụ kiện chính hãng của Samsung mà bên mình đang kinh doanh. Đó là bộ sạc nhanh 15W cũng như là tai nghe chính hãng của Samsung. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này các cái sản phẩm này là gì nhé. Đây là bộ sạc nhanh 15W của Samsung có nguồn ra là 9V 1.67A. Mình sẽ có đây là chuẩn micro USB và chuẩn sạc Type-C. Bộ sạc này thì là hàng chính hãng nha anh em, được sản xuất tại Samsung luôn này. Hàng chính hãng thì nó sẽ có cái hộp đẹp như vậy, có serial number trên từng sản phẩm. Đóng gói thì rất là cẩn thận và kỹ càng. Trong hộp chúng ta sẽ có một cái adapter có nguồn ra tối đa là 9V 1.67A. Đằng trước thì nó ghi là adapter fast charging của Samsung nha. Nhìn trông rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì bộ này sẽ đi kèm thêm một cọng cáp, bộ sạc nhanh có đầu ra là micro USB thì có giá là 290.000 đồng và đầu ra là Type-C là 320.000 đồng. Đây là đầu ra Type-C. Dây màu trắng khá là mảnh, tuy nhiên thì nó dài khoảng 1,5 m, tức là dài hơn dây tiêu chuẩn gấp đôi nha. Còn đây thì là tai nghe chính hãng của Samsung. Tai nghe này thì được sản xuất tại nhà máy Samsung ở Bắc Ninh nha. Tai nghe này thì là dạng tai nghe có thiết kế kiểu earbud, nên là khi các bạn đeo thì nó sẽ không có khó chịu như tai nghe in-ear, và đeo lâu dài thì nó sẽ không bị đau tai. Một mẫu tai nghe rất đẹp, bây giờ thì mình sẽ cùng khui hộp ra để xem bên trong nó bao gồm những gì nha. Theo như mình đánh giá thì chất lượng âm thanh của cái cặp tai nghe này nó rất tốt nha. Và nó có âm bass thì cực kỳ chắc chắn. Chúng ta sẽ có thêm đến tận 3 cặp tiếp để thay thế cho cái tai nghe này lận. Cặp tiếp tiêu chuẩn mà nó đang gắn sẵn ở trên tai nghe thì rất phù hợp với những bạn nào hay sử dụng tai nghe để đeo khi mà chạy bộ, tập luyện thể dục thể thao. Giá bán tai nghe này thì điện thoại siêu rẻ.com là 280.000 đồng mà có hai màu là màu xanh đen và màu đỏ. Thì màu đỏ này rất là đẹp nha, rất phù hợp với các bạn nữ. Mình rất thích cái jack cắm 3.5 của cái tai nghe này tại vì nó là ở dạng jack thẳng thì khi sử dụng nó sẽ đỡ bị gãy hơn. Ngoài ra thì tai nghe này sử dụng dây dạng dẹt chống rối nữa nha. Phần này thì chúng ta sẽ có nút để nhận dập cuộc gọi, tăng giảm âm lượng, cũng như phía sau thì có micro để đàm thoại. Chất lượng hoàn thiện của tai nghe này rất tốt. Cách thay tiếp của nó thì cũng rất đơn giản, các bạn chỉ việc đặt đúng chiều và kéo vào là xong. Trên thị trường hiện nay thì đang bán rất nhiều các sản phẩm tai nghe nhái của Samsung với mức giá rất rẻ. Tuy nhiên thì khi đeo nó lại không cho cái cảm giác thoải mái, cũng như là cái chất lượng âm thanh thì nó khá tệ. Thì đây sẽ là một lựa chọn rất phù hợp để cho các bạn sở hữu. Điện thoại siêu rẻ.com thì đều sẵn hàng cả hai sản phẩm này, bao gồm là bộ sạc nhanh của Samsung cũng như là tai nghe chính hãng của Samsung có mã là EG920B. Vậy thì anh em đánh giá sao hai sản phẩm này thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo của điện thoại siêu rẻ.com. Nếu thấy video hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.